Xin chào mọi người. Bữa nay mình đi vô cái hào của ông cậu để mình bắt mấy con cá, mấy cái hào nước này nắng nóng quá mà nó cạn giáo rồi. Giờ ông Chính với ông cậu đang ở dưới kia rồi, giờ mình sẽ xuống đó thôi. Đó là ông Chính. Bây giờ mình muốn bắt cá rồi, bắt đầu mình phải cắt cái rau muống này ra hết, gọn sạch sẽ cái rau muống, dọn lên trên kia luôn, dọn lên hết trên kia, xong bắt đầu mình chắc nước cái bắt đầu mình bắt cá. Bây giờ mình trước tiên mình sẽ dọn rau muống trước cái đã, mình sẽ phụ ông Chính dọn hết rau muống. Quá trời rau muống luôn. Và bây giờ trước tiên mình bắt đầu mình sẽ chặn cái mương nào đằng kia, chặn cái mương đó lại, cái bắt đầu mình dọn rau muống hết, bắt đầu mình tát nước qua dồn về một góc, bắt đầu mình bắt cái bên đây trước, xong lát rồi mình trở lại mình bắt bên kia nha. Để mình bây giờ mình cởi mình tấn cái mương cái đó. Bây giờ mình sẽ lại đằng kia mình đắp cái mương cái đó. Bè cái bờ lại. Rồi lát mình tát nước qua. Chưa thải con thùng con cát còn lành nhé. Bây giờ mình sẽ tát nước bên đây qua bên này để dồn lại. Ông Chính với trời ơi con cá sạch. Ông Chính với cậu Út dọn cho muống. Và bây giờ ông chính với cậu sẽ bè cái thêm một cái bờ đằng kia lại để mình chặn hay thêm một ngăn nữa để nước nhiều quá tát không thể bên mé bên này nó chứa không đủ, che đằng kia lại tát tiếp. Mình cũng mới vừa đắp lại cái bờ chỗ này do nước nó nhiều quá, nó cao quá nó chịu không nổi, mới đắp lại. Giờ thở cái đã. Quá trời mệt luôn. Chưa nắng, không chuyện gì làm ra đây là làm vậy nè. Không biết có cá không mà làm vậy đây. Có làm cái xóm. Có làm. Ôi trời ơi. Cái rùa mì. Ôi sao đã. Nè con cá sặc này không chích.
Ủa, cá nhảy xuống kìa, cái trên này nó đó. Biết tranh thủ, tranh thủ bắt. Quá trời bự luôn, ông Chính mới bắt được con cá chào kìa. Bởi đó đó nó nhảy thấy không? Nè. Đó. Anh Tát nãy giờ cũng quá trời rồi, cũng gần cạn rồi, bên này cũng quá trời nước luôn. Hồi nãy ông Chính ông bắt mới bắt được con cá lóc phía đằng góc đằng kia. À, mình không có, mình đang tát ở đây mình không có lợi quay cho mọi người xem được. Bây giờ để mình tát chút xíu nữa xong, xong bắt đầu mình lại mình bắt cá luôn. Gần xong rồi, chừng chục thùng nữa là xong rồi. Bây giờ mình đắp bờ. Đắp bờ bắt đầu mình tát nước nữa. Quá trời dơ, xịn đen thui. Chưa? Được, bắt đi. Bây giờ mình mới vừa tát nước xong, giờ mình sẽ lên trên đó mình bắt mấy con cá cái đây. Nãy giờ ông cậu với ông Chính bắt quá trời luôn, mình chưa bắt được con nào. Giờ mình sẽ đi bắt cá thôi. Thấy. Mấy con cá. Con cá nãy ông cậu với ông Chính bắt được nè. Được một cái. Mấy con cá. Ủa, được cá lóc bự không? Lóc bự nè. Mấy con giòn giòn, cá rô. Cái rô con nào nấy thôi. Tiếp không? Bây giờ mình sẽ lên trên đó. Lên trên đó mình bắt trên đó. Lát chút xíu bắt đầu mình lên mình tát cái học trên đó. Tát học trên đó qua. Mình bắt lần nữa. Có con rùa đó đó đó, thấy không, thấy không, thấy không? Có con rùa đó. Viết. Con rùa này. Nè, con rùa. Nè, con rùa con nè. Chắc ông hốt con dục lên á. Thả nó hả? Để đây đi. Thả nó đó đi cho nó đi. Mày chạy đâu? À, thấy chưa? Cá lóc nè. Đó, bự hơn con của ông Chính luôn. Vô dở. Cái trường lên nè. Cá rô. Cái sạch này. Quậy chút xíu là lên nè. Con cá sạch. Quá trời bự luôn. Mỗi lần bắt cá dưới hàm sình á là cái mặt mình dính sình đầy như vậy nè. Bây giờ mình sẽ dính nữa rồi. Bây giờ mình sẽ đổi qua cái hộc mé bên kia. Cậu sẽ đang hai mình ông bơm cái hào kia, ông tát nước nè, đang tát như này. À, được mớ cá. Giờ sẽ sang cái hộc bên này để chiến đấu bên cái hộc đó, giờ xong rồi sẽ chạy lên cái hộc trên mép trên phía trước đằng kia. Ê. Dạ, đi qua đây. Sình nó lúng quá, trời này lúng luôn. Sình này có vẻ khả quan hơn không? Đây tát à. Cột lên chi với ông Chính. Rồi tát qua con giỡn quọn kìa.
Cái sạch quá trời bự luôn. Cái sạch này hả? Ướp muối rồi. Ướp muối là chiên quéo lên ha. Chiên dầu ra chồng. Tiếp tục. Rồi bắt nha. Cán nước vô. Đụng con nữa lên luôn. Đây nè, thấy chưa? Đâu. Dưới giò con nè. Chạy qua đó, qua cậu đó. Chạy qua đây hả? Có không, có không? Dưới vô, dưới vô. Không mà không bụng mà nó hoạt động ra. Đây, bên đây, bên đây, bên đây. Bên đây, bên đây, bên đây. Bên đây, bên đây, bên đây. Mẹ bắt cá bắt thôi luôn không? Dọn nước nè. Dọn nước nè. Dọn nước nè, đó. Cầm vô mà. Đây nè, nó sừng một sừng cục nè. Lắm. Dọn quá. Cục. Đâu. Đây nè. Được chưa? Thử lắm. Phải mày không? Phải mày không? Phải mày không? Còn con nữa. Trời rắn mà ăn rắn như tay. Còn cái rô. Trời quá trời bự luôn. Trời ơi dồi. Dồi sao không chết quá ông Chính ơi. Trời ơi ông Chính ơi. Chạy đâu. Chạy vô vợ. Chạy đâu. Thêm một con nữa. Lắp. Vô vợ. Để đó nè, rồi để nè bắt nha. Quá chục con cá rô. Cá rô thấy khủng khiếp luôn. Bự. Quá trời con cá rô bự ghê hồn không. Rồi con nữa kìa. Bỏ 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 vô đó đi lát con lấy luôn. Bây giờ mình với ông Chính sẽ đi qua bên cái hộc mấy bên kia, mình sẽ tát nước ngược qua bên này này để bắt cá cái hộc bên kia. Mấy một số cá nãy mình bắt á, cậu Út ổng đem đi dọn bớt rồi. Giờ mình sẽ đi qua bên đó mình bắt thôi. Con cá chỗ này, con cá bự lắm nè. Cái sạch bự nè. Đó. Này, con cá sạch nè, quá trời bự luôn. Vô vỏ luôn. Chỗ này con ông đứng im nha ông Chính. Chỗ này con nè. Đâu rồi? Chuồn đâu rồi? Thấy chui vô mà. Không bắt chặt nữa thôi. Thôi luôn ông Chính. Trong đó đó. Để hào rồi. Đúng rồi. Giờ thả như. À, bể bờ cái. Đó, 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 cá bự kìa. Coi cái có giật đâu, hứng. Đổ cái vô đây đi. Ăn chưa? Con cá à.
dữ vậy, quá trời luôn đó kìa. Lấy cá sạch không à? Hồi cá sạch không mà mấy bành 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 không à? Giống như vậy. Đất này lên luôn. Đất này trên gò chặt xuống nè. Nãy giờ mới được con cá rô không chứ? Sao hồi mình lặn lội với Hào lên, ông cậu với ông Chính này lên trước rồi, mình mọi người nhìn mình đen thui thù lùi luôn một cục. Giờ đi lên tắm rửa với rửa cá nữa đâu, quá trời dơ rồi. Giờ sẽ đi tắm. Tắm cái đã, tắm cái đã rồi cho mọi người xem cá luôn. Cá bắt cũng được khá là nhiều á, mình rộng trong cái rổ kia kìa, có mớ để tắm cho sạch sẽ bớt sình cái đã. Rồi cho mọi người xem luôn. Đây là cá mình bắt hồi nãy nè. Đây là mới cái sạc. Đây là cái sạc nè. Cái sạc con nào con nấy quá trời bự luôn. Cũng khiếu luôn. Cũng khiếp luôn. Này, bên đây được con cá lóc mà nó tử trận rồi. Nó chịu không nổi, nó ngọt sình, nó chết rồi. Còn bên đây là cá rô. Cá rô nè. Cá rô con nào con nấy nè. Đã không? Ây trời ơi. Sao con này chạy nè, cá rô nè. Quá trời bự luôn. Thôi con nó vàng khè luôn nè, con này quá trời bự luôn nè. Trời ơi nó bay. Cá rô bay. Nè. Quá trời bự luôn. Còn vô trong cái lu nè, coi coi cá lóc. Rô cá sạc bây giờ cá lóc nè. Này, cá lóc. Trời ơi. Cũng kiếm. Nó kiếm nhiều không Chính. Cá lóc bên này nè. Quá trời bự luôn nè. Đúng ra là một cặp đó. Một cặp. Sao bắt không được? Đang chặt chẹt. À còn cá lóc nè. Cũng khiếp luôn. Quá trời bự. À. Ghê chưa? Thôi bây giờ để mình vô mình tắm rửa đã. Tắm rửa cho sạch sẽ đi, bớt hôi sình. Hôi sình quá. Cá rô. Cái sạc nè. Đây là cá sạc, bên này là cá rô, còn cái lu đằng kia là cá lóc. Nó cái lu nữa đó, cá lóc. Rồi bây giờ tắm rửa cái đã.